Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Honda Quay lột xác toàn diện để có ngoại hình nhìn đẹp mắt hơn. Cái chiếc Quay dọn hôm nay vốn chỉ đến từ là Trung Quốc, tuy nhiên bây giờ được người chủ là người Việt kiều thay đổi toàn bộ cái diện mạo bên ngoài để chuẩn bị nhập tịch. Tuy nhiên khi bước chân đến thị trường Hoa Kỳ thì chắc chắn cái chiếc Quay đồ hôm nay chỉ là một cái phương tiện đi lại đơn thuần nữa, mà cho nên nó đặc biệt hơn giữa cái mua vặt mô tô hoặc cơ lớn và xe hơi. Không sản xuất chính hãng bởi Honda, tuy nhiên một khoảng thời gian được vận hành thì cái chiếc Quay dọn hôm nay đã được người chủ tái sinh. Cái lần ra đời thứ hai, tay chơi hôm nay đã tiến hành dọn mới từ trong ngoài cái con xe của mình bằng những món phụ kiện chính hãng của Honda. Diện mạo bên ngoài được trau chuốt tỉ mỉ phong cách đặc Quay 110 bên Thái. Không chỉ có dàn cụ đồng ứng dụng toàn bộ của Honda nước bạn, mà còn chuẩn bị đến từng chi tiết tem nhập nhất được bố trí trên xe. Xóa bỏ cái gút gác của nó đến từ Trung Quốc, trước đây là một cái chiếc Quay. Trên cái chiếc Quay đời hôm nay xuất hiện một loạt những món đồ chơi cao cấp, điển hình như cái cụm gạt Domino vàng đồng, đi cùng với cụm công tắc Domino. Cái cụm gạt có diện mạo to bản và đem tính cái hành trình gạt ngắn hơn cụm casino. Cái cụm công tắc thì có thêm cái nút passing cực kỳ tiện lợi. Vị trí thuộc về cái đồng hồ nguyên bản đã được chiếm đoạt bởi điện tử Coso, sau cho mình cái lối hiển thị đẹp mắt hơn, bởi vì nó sản xuất dành cho cái dòng Monkey 1.5 nên khi gắn phải trải qua rất nhiều cái công đoạn xử lý từ hệ thống điện đến cái vị trí lắp đặt, sao cho khai thác triệt để toàn bộ chức năng trên cái mặt đồng hồ và đảm bảo được yếu tố tính thẩm mỹ dành cho một cái chiếc Quay độ. Vì được nâng cấp theo tháng phía trước cho dàn chân nên cái chiếc Quay hôm nay đã lên đề cái cạch tay thắng của Rainbow Asset để tạo ra cái khả năng kiểm soát phanh hiệu quả và tối ưu hơn. Phía bên dưới hông cái cụm thắng còn có cái núm chỉnh tùy cái biên độ xa gần phần tay thắng, sao cho nó phù hợp với cái thứ tay của người sử dụng. Cái khả năng chiếu sáng được cường hóa bằng cái chất của Cinewatt 2 tầng, mang cho mình những cái công nghệ chiếu sáng nhận lấy tối tầng với hiệu năng là ăn đứt bóng đèn halogen. Ngoài ra không phát ra một cái hiện tượng nhiệt lượng rất lớn như bóng halogen, làm mica chiếu đèn nhanh chóng bị xuống cấp. Trước khi chúng ta đi đến cái dàn chân của con xe này thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái món đồ chơi của Vision MSD. Người hiện đã cố tình bố trí cái khoảng hở giữa phần yếm bẩn vô cùng khéo léo, vừa giấu kín cái phần dây điện mà còn che khuất những cái vị trí ốc cố định nhằm giảm rủi ro mất cắp những món đồ chơi hàng hiệu. Các tiểu tiết nhỏ trên cái chiếc Quay đồ hôm nay như cái phát kẹp dây dầu cũng được trau chuốt bằng những sẫm CNC chất lượng cao, giúp dầu heo ống đầu inox đã được một cái thế lực gọn gàng nhất, không bị thòng ảnh hưởng đến cái diện mạo của cái dàn chân hôm nay. Cái con heo hàng tầm mới mình nó ở bên trên chính là cái dòng cốt Rainbow Bliss 2 bit đã xứng, cấu tạo từ cái chất liệu là Bliss CNC cao cấp và có một cái lực thắng rất là vượt trội hơn rất nhiều khi so với cái con heo chính hãng đến từ Honda. Để thắng trước mắt anh em đang thấy là một cái dòng cốt 128 racing được thiết kế và tạo ra bởi chính của người thợ Việt, có một cái thiết kế lồng lõm tạo một cái không gian đủ rộng rãi để kết hợp cùng với con heo 2 piston. Bề mặt lửa đĩa thì có kiểu dáng là vân đậm cái chất thể thao lấy cảm hứng từ là Sunta nổi tiếng. Trên cái cốp bánh trước sự xuất hiện một cái cổng thép để củng cố sự chắc chắn trong quá trình vận hành ở phần đai ốc không bị tuôn răng khiến phần bánh xe bị lệch. Cái bộ cam đệt Nova dành cho trước được kết hợp cùng bất kính niên của SF Cream cao cấp, cấu tạo vật liệu nhôm 7 vô cùng chắc chắn. Trong khi phiên bản SF ASEAN chỉ là nhôm 6 và sản xuất ở Malaysia, thì cái dòng SF Dream lại cao cấp hơn về mặt chất liệu, nó còn được gia công tại Nhật Bản. Dàn chân sau đẹp mắt với một cái càng thắng công inox đi cùng má đùm CNC, giữ nguyên cái kết cấu thắng đùm tối giản, tuy nhiên cái vị trí này không hề thua kém bất cứ nơi nào trên cái chiếc xe độ đặc sắc. Cái phục sau tận dụng cái phục Olin, cái mã O110032, yếu tố chủ đạo giúp cho việc tăng cái sự nhún nhảy cái chiếc Quay hôm nay nó im ái và ổn định hơn, giảm rủi ro bị sàn đất khi di chuyển ở những giải độ cao. Ngoài ra nó còn được bổ sung thêm cái chén CC để hạn chế cái cây phục bên trái đã bị cạ cứng và hộp sên. Động cơ cái chiếc Quay hôm nay được nâng cấp với món đồ chơi tinh xảo, ăn đứt cái dễ ngoài của Tùng Xin như cái cần số của Nuracin, chấm nghiêng nhôm của SA hay giờ đọc của Tesla Quang Quân. Cái động cơ của chiếc Quay đồ hôm nay là cái cục máy của chiếc Dream 1.5 thế hệ sang cơ Origin Campuchia, nổi tiếng bất cái đầu bốc đi kèm cái mức độ tiêu hay điểm cực kỳ nhỏ. Người chủ đã cố tình không tận dụng cái bộ của chiếc Dream mà thay vào đó là tận dụng trang bị cái bộ của NS 110 của một cái dòng lọc Quay 110 bên Thái, sau đó thiết kế đặt cổ của Titan và biến tấu cái ruột bộ để tạo ra hiệu sức ổn định khi ghép cái cục máy Dream 125. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé.
Exeter 135 dọn kiển chất chơi với một cái size đi lùi thời đại. Khi đó quá nhằm chán diện mạo bên ngoài của chiếc Exeter 5 số, một biker tên là Phong đã quyết định cư xử làm ngay cho con xích cực của mình, biến em ấy trở thành một phiên bản cũ hơn nhưng cũng rất là hot thị trường hiện nay. Nhìn ngắm lốc máy, ta thấy được cái dòng đợt của chiếc Exeter 5 số xuống dạng áo của X nhỏ. Bên cạnh đó còn những tiểu tiết nhỏ được thiết kế khác như Apple Spark đi cùng với phần rổ trước của API. Chi tiết ở mi trước được lấy từ hiệu đến từ API với cái màu khối sẵn nên tiện lợi cho người ở dụng không phải tháo ra sơn lại mất thời gian. Thiết kế dành cho dạng áo của X nhỏ nên những chi tiết ốc sẽ như zin, không cần phải chế trang bị hết. Ở đây chúng ta thấy những trang bị thay đổi lớn nhất chiếc rim xe độ này đã tận dụng cho mình ở dụng cover đồ chơi kết hợp bên trong làm từ thép với khả năng chịu nhiệt cũng tốt hơn so với cơ lực cao su nguyên bản. Kết nối với con hàng của Rainbow lục đỏ hàng xứng đĩa trước làm từ thép được bắt vào cái mâm cố định bật ốc kỳ năm. Cái giỏng sau được trang bị cái phục Rice Boy bình dầu rời có cái lò xo tiêu phục lớn hơn với những cái mẫu phục chính hãng, đồng nghĩa với phục sẽ có cái độ bền cao hơn và cứng cáp hơn, khả năng chịu tải cũng tốt và có độ cân bằng khi chạy độ cao. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.